là sát thủ, xinh đừng đẹp trai. Kim San Ho thoát kiếp trai nghèo ngoan hiền, lột xác với vài chính diện nhưng chẳng chị em nào sợ. Kể từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, Kim San Ho đã được Đông Ni đóng giày với các vai diễn hiền lành tử tế, chàng trai với ý chí vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, chẳng ai hiền lành được mãi là có thật. Khi mà tới đây, anh chồng của nhiều chị em sẽ đảm nhận vai chính diện đầu tiên trong sự nghiệp qua bộ phim Quý Công Tử. Vẫn là nụ cười sáng bừng màn ảnh thương hiệu. Song Kim Sun Ho sẽ thể hiện một hình ảnh rất khác, một tên sát nhân điên rồ cười rạng rỡ với đôi mắt lấp lánh phá hủy mọi thứ xung quanh. Thế nhưng lạ một cái là rõ ràng vào vai sát thủ rồi đấy, nhưng mà lại chẳng ai sợ cái anh sát thủ này, đơn giản vì anh quá đẹp trai. Cái nụ cười mang vai trai tốt đã mê rồi, giờ đẩy sang làm sát nhân cười đẻo đẻo một tí cũng vẫn u mê. Không ấy, đạo diễn có thể xem xét bảo Sinh Hồ làm sát nhân rồi thì bớt đẹp trai và đừng cười nữa có được không? Chứ như thế này chẳng ai sợ đâu.